Thú vị, chứ mong muốn ai cũng có thể sử dụng loại dược phẩm quý đông trùng hạ thảo từ một cô gái tốt nghiệp khoa công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hồng đã dày công tìm tòi, nghiên cứu và thành công với mô hình trồng, sản xuất, chế biến nấm đông trùng hạ thảo, sử dụng công nghệ nuôi cấy vi sinh kết hợp với trang thiết bị máy móc hiện đại. Chị là một trong 9 nữ nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. Sau nhiều lần thất bại, phải bán đất, bán nhà, vay mượn tiền và nhiều lần sang Trung Quốc để mua giống về nghiên cứu, chị Hồng đã đúc rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc điều chỉnh các thông số nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm phù hợp. Công trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo Made in Việt Nam của chị Hồng thành công trên nền cơ chất tổng hợp gạo lứt, nước dừa, bột nhộng tằm và nguồn vi chất bổ sung được các chuyên gia đánh giá cao về hàm lượng dược lý. Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ, hiện tại chị đã chủ động được nguồn giống đông trùng hạ thảo. Đây là giống bản địa được lấy ở Hoàng Liên Sơn trên đỉnh Phan Xipang. Giống bản địa này có khả năng sinh tồn tốt, ít bị thoái hóa. Quan trọng hơn, hàm lượng hoạt chất corticepin trong đông trùng thành phẩm lên đến 10mg trên 1g, gấp gần 30 lần so với thời điểm ban đầu khởi nghiệp. Hiện nay, 50% đông trùng hạ thảo của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc do chị Hồng làm giám đốc sản xuất được cung cấp cho các công ty chế biến dược liệu trong nước, 30% xuất khẩu sang các nước Đức, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, 20% còn lại được tiêu thụ trong nước dưới dạng tươi, khô, dạng viên nang và trà với mức giá bình dân. Gần 10 năm nghiên cứu nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris, tháng 12 năm 2021, chị Nguyễn Thị Hồng đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. Đây là lần thứ hai chị được danh hiệu cao quý này.